Xin chào tất cả các bạn nhé, lại là mình Tiến đây. Hàng đã về các bạn ơi, Amiens 2.3 400m. Tiến order hơn 1 tháng nay rồi. Chờ đợi thì bữa nay dây đã về rồi, chuẩn bị lên cú bẹn 3.5m các bạn nhé. Bây giờ Tiến sẽ khui cuộn dây này ra và cùng các bạn khám phá coi là chất lượng của dây này như thế nào. Và giá lại rất là cao. Và Tiến sẽ so sánh với dây dù thường để cho các bạn coi sự khác biệt giữa dây Amiens và dây dù thường các bạn nhé. Rồi, ui giời, còn nguyên tem luôn các bạn. Đấy, hình thức ở bên ngoài là nhìn đã thấy thích rồi. Nguyên một cuộn vẫn còn đóng gói nguyên si. Nguyên cuộn màu vàng luôn. Các bạn theo các bạn thì dây này thả diều cu bẹn của mình ok không? 2.3. Đây là số cân nặng của cuộn dây này các bạn, 1 kg 330 g. Cũng khá là nhẹ, 400m như vậy là khá là nhẹ các bạn ạ. Dây này bện vuông các bạn nhá. Khá là mềm. Bện cực kỳ vuông luôn. Vuông đét luôn. Bây giờ Tiến sẽ gỡ ra coi là trong con là bện dây bao nhiêu nõi nhá. Một nõi này, hai nõi này, ba nõi này, bốn nõi này, năm nõi này, sáu nõi này, bảy nõi này, tám nõi này. Bện vuông tám nõi. Và trong mỗi cái nõi này thì có rất nhiều sợi dây nhỏ. Đấy, kết thành một cái nõi. Và tám nõi này thì bện lại thành một hình vuông. Rất là đẹp và đều các bạn. Bây giờ Tiến sẽ cuộn dây vào guồng để kiểm tra độ liền mạch của cuộn dây này cũng như là chất lượng. Phải nói là quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá tuyệt vời luôn. Nguyên một cuộn dây 400m từ đầu tới cuối thì dây này nó không một tí xù nào luôn các bạn ạ. Không một tí xù gai nào. Và rất là liền mạch, rất là đều. Nguyên một cuộn luôn, tuyệt vời. Đây là một điểm cộng cho cái loại dây này. Còn dây dù trắng này các bạn này. Dây dù trắng này thì bữa trước Tiến mua ấy, là khi mà mình cuộn vô thì sẽ có những cái chỗ họ lối, họ lối tiếp những cái đoạn xoắn với nhau ấy, thì cái chỗ đấy nó bị xù. Đấy, nên là nó không được đều và nó không được nhẵn mịn được đẹp mấy. Đây là dây dù trắng, dù trơn. Còn loại Amiens này thì tuyệt vời luôn, trơn từ đầu tới cuối luôn các bạn ạ. Rất là đều. Tuyệt vời, quá đã luôn. Rồi bây giờ Tiến nghe nói dây này thì chịu nhiệt rất là tốt. Đấy, bây giờ Tiến sẽ dùng quẹt Tiến đốt thử coi độ chịu nhiệt của dây này như thế nào so với dây dù trắng các bạn nhé, để cho các bạn so sánh ha. Tiến sẽ dùng loại quẹt chống gió, quẹt khò này các bạn. Đấy, quẹt này thì cái độ nóng rất là cao. Bây giờ thì mình sẽ thử với sợi dây này Amiens. Giờ hơ quẹt là biết hàng thật hay là hàng giả này các bạn này. Quẹt này rất là nóng các bạn nha. Wow. Không hề bị sun lại. Không cháy luôn. Đen dây thôi chứ không cháy. Không cháy luôn. Ui, dây này hay nhỉ, nó làm bằng cái vật liệu gì nhỉ, hay chất liệu gì các bạn nhỉ. Làm bằng chất liệu gì hay thật đấy. Đấy, hơi nóng quá thì hơi cháy. Quá nóng. Nó cháy một xíu rồi nó tự tắt luôn các bạn ạ. Tự tắt luôn. Cái này là mình hơi thành than luôn thì nó mới cháy này nhé. Đấy, hơi thành than thì nó mới cháy được cái đầu này. Nhưng mà nó chỉ cháy một chỗ thôi. Thấy cái chỗ nào mà hơ, chỗ ngoài này Tiến hơ lâu thì nó mới cháy cái chỗ ngoài này thôi. Với ưu điểm khó cháy như vậy này các bạn này, khi mà mình thả, nhớ mày mà bị quàng dây vào diều khác ấy,
thì cái dây Amiang này rất là khó bị đứt. Này đúng hàng thật rồi các bạn ạ. Tuyệt vời. Dây này có cái đặc điểm nhận dạng rất là hay. Mình có thể phân biệt được dây giả và dây thật. Rồi bây giờ Tiến sẽ dùng quẹt và Tiến hơ cái dây dù trắng này. Úi giời, dây dù trắng này thì chỉ cần đụng nhiệt một cái là co lại ngay các bạn ạ. Đấy, cháy luôn. Và nó cháy luôn. Cháy luôn, dây dù này trắng này là gặp nhiệt là cháy luôn. Đấy, sự khác biệt giữa hai loại dây rất là rõ ràng, các bạn có thể phân biệt khi mà mình mua dây các bạn nhé. Amiang này. Đấy, về độ chịu nhiệt của dây Amiang, đúng như là lời quảng cáo luôn các bạn, chịu nhiệt rất là tốt. Và nó không hề bị sun nha các bạn. Nếu mà các bạn Tiến đốt với nhiệt độ cao như vậy thì chỗ ngoài này thì nó sẽ bị cháy thành than luôn, nhưng mà nó không hề bị sun dây. Còn về cái dây trắng này ấy, dây dù trắng thì cứ cho nhiệt độ vào phát là bắt đầu nó sun lại và nó sẽ cháy luôn. Đấy, thì cái dây này nó không bị sun thì chứng tỏ điều gì? Khi mà các bạn thả thì cái độ co lại nó rất là ít. Đấy, có nghĩa là cái hình dáng lúc ban đầu này này thì nó sẽ rất bị ít biến dạng khi mà chịu tác động của nhiệt này hoặc là của lực kéo, thì nó rất ít bị sun và co lại. Còn về dây dù trắng này, nếu mà các bạn đốt mà nó sun lại như vậy thì khi mà các bạn thả hoặc là chịu tác động của nhiệt nhiều thì sợi dây này nó sẽ co lại. Đấy, nó sẽ xoăn lại nhỏ đi rất là nhiều. Cũng bởi vì cái lý do đó này là hồi trước Tiến thả ở nhà nó hay bị đứt dây này như vậy. Và cái dây này lúc mới đầu nó rất là to các bạn, nhưng mà thả một thời gian thì đúng là nó nhỏ lại, nó xoắn lại còn rất là bé. Còn đối với dây Amiang này thì để Tiến trải nghiệm một thời gian, Tiến thả, Tiến trải nghiệm một thời gian thì Tiến lại review lại cho các bạn về chất lượng của cái dòng dây Amiang này các bạn nhé. Còn về cái chất lượng khi mà người ta cuộn dây, người ta cuộn thành một cuộn dây như vậy này, nó rất là trơn và nó không bị xù, thì đây là một điểm rất là tuyệt vời, rất là ưng ý. Tiến rất là ưng ý với cái dây này. Đấy, về dây đã sẵn sàng sau bao nhiêu ngày chờ đợi các bạn ạ. Cuối cùng thì dây đã về và rất là ưng ý. Tiến rất là ưng ý với cái loại dây này. Nhìn hình thức bề ngoài thôi là đã thấy thích rồi. Và diều cũng đã sẵn sàng rồi. Hy vọng là từ giờ tới cuối tuần ấy, có gió to, đẹp, Tiến sẽ sắp xếp công việc. Rồi Tiến sẽ test quả diều cũ bẹn 3,5 m cho các bạn coi nhé. Có lẽ là video này thì Tiến xin phép kết thúc video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều. Để theo dõi được những video mới nhất của Tiến thì các bạn hãy đăng ký kênh ủng hộ Tiến nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của Tiến.